Nếu như anh em có nhu cầu liên quan đến nạp game Genshin Impact, anh em hãy vào ngay shop Paimon Top Up để được nhận hỗ trợ tốt nhất, không nạp lậu, không refund, đảm bảo uy tín chất lượng. Anh em có thể vào đường link ở phía dưới phần mô tả để kiểm tra phần đánh giá uy tín của shop nhé. Ngoài ra, để chào mừng dịp ra mắt phiên bản mới, shop đang có event giveaway với nhiều phần quà hấp dẫn. Anh em nhanh tay nhấp vào đường link phía dưới phần mô tả để tham gia event và nhận quà ngay còn kịp. Lưu ý, video này chỉ hướng đến những anh em cày chay nên mình sẽ bỏ qua những nhân vật 5 sao có trong game và những đội hình được mình liệt kê sau đây chỉ mang tính chất tham khảo nên xin phép mượn câu bản quyền của anime game một tí. Xem cho vui, không vui thì xuống comment góp ý cũng được. Còn bây giờ thì bắt đầu video nha. Yo, hello anh em, vẫn là tôi và tôi đã quay trở lại rồi đây. Đến thời điểm này, có lẽ rất nhiều anh em đang rất là hóng phiên bản 1.2 của game, bởi vì game sẽ cập nhật map mới để mà còn đi khám phá. Chứ còn hai cái map hiện tại của game, tôi đi muốn mòn cả giày rồi nên khá là chán. Và hiện tại, thông tin về Long Tích Tuyết Sơn cũng đã khá nhiều rồi. Anh em cũng đã biết được khu vực này nó như thế nào và cũng đã có khá nhiều quái được cập nhật. Do đó, anh em có thể thấy được sự nguy hiểm của khu vực này với thời tiết lạnh và toàn là quái băng. Nên anh em phải cần chuẩn bị kỹ càng trước khi đi khám phá khu vực này. Ở đây tôi không nói đến ông nào có đi lock hay là kỳ lì nha. Ok, việc đầu tiên anh em cần chuẩn bị đó là thuốc chịu lạnh. Càng nhiều càng tốt. Bởi vì thời tiết của Long Tích Tuyết Sơn là thời tiết khá là lạnh, nên nhân vật của anh em sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này. Và nhân vật của anh em có thể chết vì lạnh. Và anh em cứ yên tâm, máu sẽ trừ theo phần trăm. Nghe khá là thốn đấy nhỉ. Ok, sau khi mà đã chuẩn bị thuốc và đồ hồi máu rồi thì bây giờ mình lên đường. Điều anh em cần làm bây giờ là một đội hình hợp lý để có thể sống sót được ở trên núi băng. Do video này mình làm cho những anh em cày chay giống như mình, nên là tôi sẽ không liệt kê những nhân vật 5 sao vào mà sẽ liệt kê những nhân vật 4 sao thôi. Còn một điều nữa, đó là tôi sẽ không liệt kê những nhân vật hệ nước vào trong đội hình. Bởi vì hiện tại game có 4 nhân vật hệ nước, nhưng mà 2 trong số đó là 5 sao. Còn về nhân vật Barbara và nhân vật Sinquil thì cả hai nhân vật này tuyệt chiêu đều mang hiệu ứng ẩm ướt, nên là sẽ gây đóng băng cho đội hình, gây cản trở trong quá trình khiêu chiến, nên mình sẽ loại luôn. Dù sao thì đóng băng cũng không khó chịu lắm, nhưng mà thôi, mình vẫn thích tối ưu hơn. À, còn điều này nữa, theo mình thấy thì đa số người chơi Genshin quá gò bó trong quá trình chơi game. Mặc dù con game này nếu như bỏ đi tính năng co-op thì nó chẳng khác gì một con game offline, nên cách build của mình nó sẽ hơi không phù hợp với một số bạn một tí, nên là anh em chỉ tham khảo thôi nhé. Rồi, đầu tiên khi mà build đội hình thì anh em chú ý đến bảng cộng hưởng nguyên tố một tí. Bởi vì kẻ thù của chúng ta đa số sẽ mang hệ băng, mà đã loại ra những nhân vật 5 sao rồi, nên những nhân vật DPS chính còn lại Razor, Beidou, Xialin, Xinjan và Ningguang mình không dùng trong Jun thì bởi vì nhân vật này nó cũng mang hệ băng. Chắc là anh em không muốn nhìn thấy chữ miễn dịch đâu nhờ. Ok, thì trong một đội hình mình sẽ build những vai trò sau đây. Đó là một DPS chính, một DPS phụ, một support và một healer. Đến với đội hình đầu tiên sẽ là Razor, Fit, Xialin và Bennett. Với vai trò lần lượt, DPS chính là Razor, DPS phụ cộng với hỗ trợ là Fit, hỗ trợ là Xialin và búp máu cộng hỗ trợ là Bennett. Cách build này dựa trên bảng phối hợp nguyên tố. Với Razor và Fit sẽ gây ra cộng hưởng điện cao thế. Khi xảy ra quá trình siêu dẫn, quá tải, có 100% cơ hội tạo ra các hạt nguyên tố điện. Còn với Xialin và Bennett sẽ tạo ra cộng hưởng ngọn lửa vĩnh hằng, giúp anh em giảm thiệt hại bởi nguyên tố băng đi 40% và sức tấn công sẽ tăng thêm 25%. Điều này sẽ có một lợi thế lớn cho Razor, bởi vì Razor thiên về đánh tay nhiều hơn là đánh nguyên tố. Còn với Fish, cô có thể tạo ra phản ứng nguyên tố và các phép bổ trợ khá tốt cho đội hình. Đặc biệt khi sử dụng Oz để mà tấn công thì kẻ địch sẽ chịu một lượng sát thương nguyên tố đáng kể và sẽ xảy ra phản ứng siêu dẫn, làm giảm 50% kháng vật lý của kẻ địch, góp phần tăng thêm sức mạnh cho DPS chính. Còn với Xialin và Bennett, Xialin với kỹ năng E và kỹ năng Q sẽ tạo ra những đòn sát thương lửa, gây hiệu ứng tan chảy và khiến cho kẻ địch phải chịu thêm sát thương. Còn đối với anh chàng Bennett, kỹ năng Q của nhân vật này hỗ trợ khá tốt cho đồng đội. Nếu như máu của đồng đội dưới 70% và đứng trong vòng tròn kỹ năng sẽ được hồi máu liên tục. Còn nếu như máu của đồng đội trên 70% thì tấn công của đồng đội sẽ tăng lên. Đội hình này build chủ yếu để tập trung vào sức mạnh của DPS chính,
đồng thời cũng giảm thiệt hại từ môi trường xung quanh trong quá trình khiêu chiến. Nên nhớ lại một lần nữa là ở đây đội hình này dùng để đi Long Tích Tuyết Sơn nhé. Nếu như mà anh em không có Raja thì có thể dùng Beidou để mà thay thế. Và gợi ý với anh em một điều nhỏ, đó là Beidou chơi cũng vui hơn là Raja rất nhiều. Còn nếu anh em không muốn dùng Xialin thì có thể dùng Xinjiang để mà thay thế cũng được. Ok, thì đó là đội hình thứ nhất mà mình muốn cho anh em tham khảo. Ở đội hình thứ hai, mình sẽ thay đổi vị trí của DPS và DPS phụ. Anh em sẽ thay đổi DPS chính là Raja thành Ninh Quang. Còn vị trí của Fizz, anh em hãy thay thế vào đó là Noelle. Còn ở vị trí của Support và Healer thì anh em vẫn tiếp tục dùng cho mình Xialin hoặc là Amber và Bennett. Vai trò của hai người này trong game cũng như trên, đó là giảm thời gian đóng băng đi 40% và tăng 25% sức tấn công cho toàn đội hình. Còn về DPS, Ninh Quan là một nhân vật khá là mạnh rồi, nên mình sẽ không nói nhiều nữa. Nếu cho Ninh Quan đi cùng team với Noelle thì sát thương của toàn đội sẽ được tăng lên dựa trên cộng hưởng nguyên tố với nguyên tố nham. Cụ thể là khi có hai nhân vật nham đi cùng một đội thì sẽ tăng khả năng chống gián đoạn, và khi được khiên bảo vệ, sức tấn công sẽ tăng thêm 15%. Và có Noelle ở trong đội hình sẽ đảm bảo được vai trò của một tanker giúp đỡ đòn cho đồng đội. Và anh em biết Noelle cung mệnh 6 thì nó trâu bò cỡ nào rồi đấy. Đội hình thứ hai này chủ yếu tập trung vào cộng hưởng nguyên tố giữa hai nguyên tố nham và nguyên tố hỏa để tăng sức mạnh và sức tấn công cho DPS chính, đồng thời tạo ra một tấm khiên vững chắc để bảo vệ cho các đồng đội trong team. Còn nếu như anh em thấy quá nhàm với hai support hệ hỏa thì anh em có thể thay bằng hai nhân vật support hệ phong là Sorrow và Main để tối ưu hóa thời gian kéo dài kỹ năng, giảm đi 15%. Ok, thì đây là video hướng dẫn về cách xây dựng đội hình giúp anh em có thể sống sót được trong phiên bản 1.2. Lưu ý, những nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. Dù sao thì tới giờ này chắc hẳn là anh em cũng kiếm được 1-2 nhân vật 5 sao rồi, chứ làm gì có ai mà đến tận bây giờ chỉ toàn là nhân vật 4 sao đâu nhờ. Cùng lắm là mấy ông nhịn tích nguyên thạch để mà roi ra CL thôi. À, còn nhắc về CL thì nhân vật này có thể, lưu ý là chỉ là có thể thôi nhé, sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 1.3 của game. Với lịch phát hành mà nhà miHoYo đã công bố, đó là họ sẽ update mỗi một phiên bản của game sau khoảng 6 tuần. Có nghĩa là vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 thì game sẽ cập nhật phiên bản 1.2. Và bắt buộc anh em phải khám phá hơn 6 tuần thì mới mở ra được phiên bản 1.3. Và có thông tin khá là đáng để cân nhắc, đó là phiên bản 1.3 sẽ được ra mắt vào đầu tháng 2, tức là trong dịp Tết. Ok, dù sao thì cũng cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu thấy video hữu ích, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Somebody I can kiss. I want some